250 kg của nữ. Vận động viên Trần Thị Hương Giang đội tuyển Hà Lan trang phục đỏ, các vận động viên Phùng Thị Tâm đội tuyển Thái Nguyên trang phục xanh. Mời cầu thủ đá chuyên môn Hoàng Minh Nghị, Trần Thị Quang, Nguyễn Quang Hạnh vào điều hành trận đấu. Sau trận thi đấu này, mời hai vận động viên Đức Hùng, Anh Tú quản trị chuẩn bị. Thank you.
27 điểm. Đỏ 4 điểm. Xanh 5 điểm. Xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua của đội Nguyên Phù Thị Tân đơn vị Thái Nguyên trang phục xanh thắng trận. Tiếp theo trận thi đấu số 79 hạng cân 35 kg của nam.